Từ buổi bình minh của thời gian, khu vườn đã tượng trưng cho thiên đường. Không ngạc nhiên, chúng ta gọi nó là vườn địa đàng. Và thế nhưng, nó được tạo nên và thiết kế bởi bàn tay con người. Với sự giúp đỡ của thiên nhiên, chúng ta tạo ra một thế giới của hương thơm và màu sắc quyến rũ. Nhưng nhiều sinh vật sống trong khu vườn của chúng ta lại bị bỏ qua. Chúng sống cuộc đời mình trong sự riêng tư, ẩn giấu khỏi tầm mắt chúng ta. Đó là một thế giới bí mật, ngay dưới chân chúng ta. Đã là cuối mùa đông và mỗi ngày mặt trời đang nóng dần lên. Khi tuyết và băng bắt đầu tan, những chồi non đầu tiên nở ra. Những bông hoa vàng hình nhện của cây phỉ. Những loài cây kỳ lạ như vậy hiện đang sống cùng với các loài động vật bản địa. Một sự kết hợp đa dạng được tạo nên bởi nhiều thế hệ người làm vườn. Con người đã trồng vườn hơn 5.000 năm nay. Mục đích ban đầu là để cung cấp thực phẩm cho nhà bếp của chúng ta. Nhưng chẳng bao lâu, những vườn hoa trang trí xuất hiện, được thiết kế để gây ấn tượng bằng vẻ đẹp của chúng. Những loài đầu tiên xuất hiện từ dưới lớp tuyết là hoa nghệ tây rực rỡ, sớm trải thảm trên mặt đất. Những bông tuyết trắng nhỏ nhắn chen qua lớp chăn trắng. Chúng báo hiệu mùa xuân sắp đến. Loài chồn là một cư dân phổ biến trong vườn. Nhưng nó nhanh nhẹn và khó bắt gặp, nên hiếm khi nhìn thấy. Con chồn này đã phát hiện ra một con chuột. Đống củi dường như là nơi ẩn náu hoàn hảo. Nhưng chồn có thể len qua những kẽ hở nhỏ nhất. Con chuột may mắn thoát nạn. Những ngày ấm áp đầu tiên của mùa xuân, nhưng thức ăn vẫn còn khan hiếm trên mặt đất. Một số loài, như sóc đỏ, đã chuẩn bị trước. Nó đã giấu hạt sẻ và hạt sồi ở hơn 100 nơi khác nhau. Trong khu vườn của chúng ta, dưới lòng đất hoặc trên cây. Và giờ là lúc lấy lại nguồn lương thực khẩn cấp. Một con nhím đã trải qua mùa đông ngủ đông dưới một đống củi và lá. Khi những ngày trở nên ấm áp hơn, nó xuất hiện, tìm kiếm bữa ăn đầu tiên sau nhiều tháng. Một con nhím đói thậm chí có thể mạo hiểm ra ngoài ban ngày.
Một con giun đất sẽ là một bữa ăn nhẹ đáng hoan nghênh. Chúng hiếm khi ra khỏi mặt đất, nơi chúng dễ trở thành mồi. Nhưng con nhím này đã không đủ nhanh, con giun đã trốn thoát. Một hàng rào có thể ngăn cản con người ghé thăm, nhưng không cản được loài nhím. Hay những sinh vật có cánh. Ong mật là một trong những loài đầu tiên bị thu hút bởi sự phát triển tươi mới của hoa xuân. Đó là một thỏa thuận được hình thành hàng triệu năm trước. Ong thu thập mật hoa và phấn hoa cho tổ của chúng và đổi lại chúng thụ phấn cho hoa. Sự xuất hiện của hoa và côn trùng là dấu hiệu cho những loài khác. Trên cao, loài chim đang chuẩn bị xây tổ và nuôi dưỡng gia đình của chúng. Nhưng những vị trí làm tổ tốt rất khó kiếm và những căn hộ này nằm trên lãnh thổ của một hàng xóm khó chịu. Chim bách thanh không sẵn sàng chia sẻ khu vực của mình với những con chim sẻ ồn ào. Những con chim sẻ kiên trì và định cư để trang trí cho ngôi nhà mới của chúng. Nhưng chim bách thanh vẫn không chấp nhận những kẻ xâm phạm. Đôi khi không có cách nào dễ dàng để giữ cho hàng xóm hài lòng. Một con sáo được tuyên bố sẵn sàng giao phối bằng một bài hát công phu. Một con chim đen cũng ra sức gây ấn tượng. Toàn bộ khu vườn bùng nổ trong sự sôi động khi mùa sinh sản đến gần. Chim sẻ cái trên đầm lầy đã để ý đến một ít rêu xanh mềm để lót tổ. Mọi ngóc ngách đều được kiểm tra xem có phù hợp làm nơi nuôi dưỡng hay không. Con chim sẻ này đã phát hiện ra nguồn cung cấp vật liệu xây tổ hoàn hảo, được đóng gói sẵn và có lỗ vừa khít với mỏ. Chủ nhà khoan dung này thậm chí còn cho phép một đôi chim sẻ ngô chuyển vào hòm thư của chúng. Đây là căn hộ sang trọng, được che chắn và an toàn khỏi những kẻ xâm nhập. Một tổ chim đặc biệt dưới mái nhà đã thu hút một đôi chim cắt. Con chim mái đã ấp những quả trứng, giữ chúng ấm khỏi không khí lạnh về đêm. Khi những con chim chuẩn bị đi ngủ, khu vườn thức dậy để làm ca đêm. Những con ốc sên trườn ra với những mầm xanh đầu tiên của mùa xuân. Chúng dường như biến mất khỏi khu vườn của chúng ta trong mùa đông, nhưng thực tế là nhiều con ngủ đông dưới lòng đất.
Điều đáng ngạc nhiên là cây cối phát triển nhanh hơn vào ban đêm. Bóng tối kích hoạt các gen thúc đẩy một đợt tăng trưởng nhịp nhàng. Đến sáng, những bông hoa đã bung nở để đón những tia nắng đầu tiên. Chỉ trong vài ngày, khu vườn đã biến thành một biển màu sắc rực rỡ. Những bông hoa lộng lẫy xuất phát từ những bông hoa dại mỏng manh ngày xưa. Tình yêu của chúng ta dành cho những khu vườn đã tạo ra một môi trường sống độc đáo để làm hài lòng các giác quan. Nhưng nó cũng cung cấp một ngôi nhà cho nhiều loài động vật. Và nỗ lực làm vườn của chúng ta được một số cư dân trong vườn theo dõi rất chặt chẽ. Một con chim đen đang theo dõi sát sao những gì xảy ra bên dưới. Nó biết từ kinh nghiệm rằng việc đào bới có thể sẽ làm lộ ra một hoặc hai món ăn nhỏ. Một con giun đất. Những con chim đen non đã nở và nó có rất nhiều miệng đói cần phải cho ăn. Giun đất là phần chính trong chế độ ăn của chúng. Những sinh vật khác lại quan tâm hơn đến những gì mà chúng ta trồng trong vườn. Bướm đầu lâu đẻ trứng trên những cây cà chua non, cung cấp thức ăn yêu thích cho ấu trùng của nó khi chúng nở ra. Khi nhiệt độ tăng lên, cây cối và bụi cây bừng tỉnh với những chiếc lá xanh tươi và những bông hoa rực rỡ. Cây hoa anh đào có thể chủ yếu để trang trí, nhưng chúng cung cấp đợt côn trùng đầu tiên cho nhiều loài chim. Hòm thư này cũng thu hút một cặp chim sẻ ngô. Chim non của chúng đã nở, và những con chim bố mẹ đang nỗ lực hết sức để nuôi lũ chim non lớn lên. Trong 3 tuần tới, chúng sẽ thu thập gần 10.000 con ấu trùng. Đối với người làm vườn, đó là một hình thức kiểm soát sâu bệnh tự nhiên và hiệu quả. Gần 2.000 loài hoa trang trí được tìm thấy trong khu vườn hiện đại của chúng ta. Mỗi tháng đều có những bông hoa và màu sắc đặc trưng riêng. Khu vườn của chúng ta là nơi trú ẩn vô giá cho động vật hoang dã trong một cảnh quan đang thay đổi. Chúng tạo ra một mạng lưới hành lang qua các khu rừng bê tông đô thị, cung cấp nhiều môi trường sống như tất cả các khu bảo tồn thiên nhiên của chúng ta cộng lại. Và có rất nhiều thức ăn và nơi trú ẩn cho những loài muốn nuôi con non.
Sau 4 tuần ấp trứng, chim cắt đã nở ra lũ chim non. Con cái tiếp tục chăm sóc lũ chim non, trong khi con được cảnh giác tìm kiếm con mồi tiềm năng. Lũ chim non vẫn dễ bị tổn thương bởi cái lạnh, nên chim mẹ che chở chúng dưới đôi cánh của mình. Trở lại tổ chim sẻ ngô, những con chim non đang thể hiện rõ ý định của chúng. Lũ chim non không ngừng đòi ăn hết lần này đến lần khác. Những con chim bố mẹ không phải tìm kiếm xa để bổ sung nguồn thức ăn. Ấu trùng rất phong phú vào thời điểm này trong năm. Và nhu cầu về đợt cung cấp mới đã xuất hiện ngay lập tức. Khi mùa xuân nhường chỗ cho đầu mùa hè, cây táo bùng nổ với những bông hoa tuyệt đẹp. Một sự phong phú của những bông hoa thơm ngát mùi táo rơi xuống như một cơn mưa cánh hoa. Đó là một màn trình diễn dường như xa hoa quá mức. Hàng ngàn bông hoa chỉ để tạo ra vài trăm quả táo, trong đó chỉ một quả có thể phát triển thành cây mới. Nhưng thiên nhiên không bao giờ lãng phí. Mọi thứ đều có mục đích và mọi thứ đều được tái chế. Ngay cả vỏ ốc rỗng. Ai đó đang điều tra căn nhà bị bỏ hoang đó. Một con ong thợ, nó trông giống như bất kỳ con ong nào khác, nhưng nó làm tổ trong các vỏ ốc rỗng. Con cái đã đẻ trứng bên trong vỏ ốc và giờ cần niêm phong lối vào bằng những viên đá nhỏ. Sau đó, nó lại đi tìm kiếm các vật liệu xây dựng khác. Những que nhỏ là thứ nó đang tìm kiếm. Con côn trùng nhỏ này có thể mang vật liệu xây dựng nặng bằng trọng lượng cơ thể nó và vẫn có thể bay được. Suốt cả ngày, nó vội vã bay đi bay lại, thu thập hơn 100 que gỗ. Chẳng mấy chốc, chiếc tổ quý giá của nó được che giấu kỹ dưới một đống gỗ. Kiểm tra lần cuối. Có lẽ chỉ thêm một que nữa thôi. Loài ong thợ xây có lông này làm tổ theo cách rất khác biệt. Nó cắt một mảnh tròn từ cánh hoa, gấp thành một gói gọn gàng.
into a neat package. Nó chọn một khoang trong đá làm tổ và đang lót lỗ bằng lớp lót đầy màu sắc. Sau đó, nó lại tiếp tục tìm kiếm thêm. Có rất nhiều lựa chọn, khu vườn tràn ngập màu sắc. Lần này, nó chọn những bông hoa vàng của cây lan vàng. Nó gói một gói nhỏ khác và tiếp tục lên đường. Mục đích của thiết kế nội thất tinh xảo này vẫn là một bí ẩn. Lỗ tổ giờ đây nhận được một lớp giấy dán tường màu vàng. Việc tạo ra nhà trẻ hoàn hảo cho con non rõ ràng là rất quan trọng. Khu vườn của chúng ta ẩn chứa vô số sinh vật nhỏ, với những cuộc sống đáng chú ý và bí mật. Tuy nhiên, chính những loài động vật dễ nhận thấy hơn mới thu hút sự chú ý của chúng ta. Con chim cắt đực đã trở về tổ tay không, nhưng vẫn còn nhiều thức ăn trong hộp tổ. Đó là một năm tốt cho chuột đồng và đôi chim cắt này có khả năng nuôi được tất cả lũ chim non đến khi chúng có thể bay được. Chim cắt đã chịu tổn thất nghiêm trọng vào những năm 50 và 60 do việc sử dụng thuốc trừ sâu rộng rãi. Kể từ đó, số lượng của chúng đã hồi phục và chúng sẽ vui vẻ làm tổ trong các hộp hoặc trên các gờ ở các tòa nhà của chúng ta. Người làm vườn ngày nay không chỉ tự hào về việc trồng những bông hoa đẹp, mà còn tạo ra các môi trường sống khác nhau. Khu vườn đá nâng cao cung cấp điều kiện hoàn hảo cho các loài cây chịu đựng tốt ở vùng núi cao, như hoa cẩm tú cầu màu tím. Những bông hoa rực rỡ thu hút một vị khách tò mò trong vườn, đó là một con ruồi ong lớn. Nó có lông như một con ong và bay lơ lửng như một con ong, nhưng thực ra nó là một con ruồi. Một con ruồi đã tinh thông nghệ thuật đánh lừa. Gần đó, trên một bờ cỏ có nắng, hàng trăm con ong hoang dã đang bận rộn làm tổ. Chúng đang bị một con ruồi ong theo dõi. Nó đã nhắm đến một tổ ong dưới đất. Bay lơ lửng ngay phía trên, nó chờ đợi cơ hội. Khi chủ nhân của tổ rời đi, kẻ giả mạo vào vị trí. Với độ chính xác hoàn hảo, nó phóng quả trứng của mình vào tổ. Trong vài giây, nó đã búng trứng của mình vào tổ. Khi ấu trùng nở, nó sẽ ăn ấu trùng của nạn nhân. Những bức tường đá khô bao quanh khu vườn là một môi trường sống độc đáo khác. Những chuyên gia vùng núi như cây phong tím phát triển mạnh ở đây, tìm được chỗ đứng giữa các tảng đá. Cây hồng đá phổ biến với hàng loạt bông hoa vàng và hoa hồng gỗ phủ kín tường trong những tấm thảm dày màu xanh và tím. Các khe và hốc giữa các tảng đá cung cấp nơi trú ẩn cho một số loài khách hiếm gặp trong vườn, là loài thằn lằn cát. Trong mùa sinh sản, con đực chuyển sang màu xanh lục rực rỡ. Đây là tín hiệu cho những con đực khác, lãnh thổ này đã bị chiếm đóng. Tuy nhiên, đôi khi vẫn xảy ra những bất đồng. A
một con cái quan sát với sự quan tâm từ bên lề. Những đối thủ đang đối đầu nhau trong thế bế tắc. Thằn lằn cát đã mất phần lớn môi trường sống tự nhiên do sự phát triển của con người. Vì vậy, những khu vườn đá như thế này là nơi trú ẩn quan trọng cho chúng. Cuộc chiến kết thúc và kẻ thắng cuộc sẽ được giao phối với con cái. Quá trình giao phối có thể kéo dài vài phút, và con đực có thể ở lại để bảo vệ con cái khỏi những đối thủ khác một thời gian. Khi đến thời điểm thích hợp, con cái sẽ đẻ trứng gần đó dưới một tảng đá hoặc trong một hang. Thằn lằn cát ăn côn trùng, nhưng con bọ rùa này thì quá to. Còn được gọi là bọ tháng năm. Loài bọ lớn này từng rất phổ biến ở châu Âu, xuất hiện trong các khu vườn vào những buổi tối mùa hè ấm áp. Chúng từng là niềm vui của trẻ em, truyền cảm hứng cho các bài hát và trò chơi. Nhưng bọ rùa cũng được coi là loài gây hại và gần như bị tiêu diệt vào thế kỷ 20. Chúng đang dần xuất hiện trở lại trong các khu vườn và là bữa ăn ưa thích của các loài chim. Những con chim bạc má đang bận rộn hơn bao giờ hết. Những con non lớn lên từng ngày và cần được cho ăn liên tục. Giờ đây, các con bố mẹ mang thức ăn về tổ đến 30 lần một giờ. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Miệng rộng và tiếng kêu to là tín hiệu rõ ràng để được cho ăn. Nhưng mỗi lần mang thức ăn về chỉ đáp ứng được một con non đang đói. Khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, thảm hoa cúc trắng điểm thêm sắc màu tươi vui cho bãi cỏ của chúng ta. Chúng đã làm say mê con người suốt hàng thế kỷ, biểu tượng cho sự trong trắng, ngây thơ. Những bông hoa rực rỡ, vui tươi sẽ kéo dài suốt mùa hè, nhưng lại bị một số người coi là cỏ dại. Hoa bồ công anh cũng tìm cách vào sân cỏ của chúng ta. Những bông hoa vàng và những bông hoa trắng tuyệt đẹp khiến các nhà làm vườn phiền lòng, nhưng lại mê hoặc trẻ em qua nhiều thế hệ. Mỗi hạt giống có một chiếc dù nhỏ để nâng nó lên không trung. Nhẹ như lông vũ, chúng bay dễ dàng qua hàng rào và các khu vực xung quanh. Nhờ gió mang đi, cuối cùng chúng sẽ đậu xuống một khu vườn khác, mang đến niềm vui cho chủ vườn hoặc ít nhất là cho con cái của họ. Một du khách khác dễ dàng di chuyển từ vườn này sang vườn khác. Một con sên. Ngay cả con nhím đói cũng phải nhường đường cho kẻ lữ hành kiên trì này.
Con sen đang tiến thẳng về phía vườn rau hấp dẫn. Và nó không phải là vị khách duy nhất bị hấp dẫn bởi quầy salad này. Những con ốc sên từ khắp nơi đã đánh hơi thấy mùi hấp dẫn này. Một con ốc đơn độc có thể ăn hết 200cm rau diếp trong một đêm. Và một cuộc xâm lược của ốc sên có thể tàn phá hoàn toàn cả vườn rau. Chúng chọn những lá non mềm nhất trước tiên. Trong vài phút, một cây đã bị ăn trụi. Với sở thích ăn rau xanh, ốc sên là kẻ thù số một của người làm vườn. Những phần miệng răng cưa của chúng dễ dàng xử lý các lá non mềm. Nhưng thường vẫn còn đủ cho bàn ăn của chúng ta. Và phần thừa sẽ lại quay về khu vườn, nằm trên đống phân trộn. Đống rau quả đang phân hủy là một nam châm thu hút những sinh vật mà chúng ta thường không để ý tới. Bọ hồng châu Âu đẻ trứng trong đống phân trộn. Khi ấu trùng nở, chúng không cần phải đi xa để tìm bữa ăn. Đống phân có mùi khó chịu này đang đầy những con giun và côn trùng nhỏ bé. Cuốn chiếu, rết, muối và giun đất. Tất cả đều giúp phân hủy rác thải nhà bếp của chúng ta. Và trong sự mục rữa, sự sống mới được sinh ra. Việc chuyển đổi chất thải của chúng ta thành phân hữu cơ quý giá cho khu vườn là nhờ các vi sinh vật mắt thường không thể nhìn thấy. Vi khuẩn và nấm. Trong một đống phân trộn có hàng tỷ vi sinh vật, nhiều hơn cả số người trên trái đất. Một loạt ruồi trái cây cũng bị thu hút bởi khối lên men này. Và đến lượt mình, chúng thu hút các kẻ săn mồi. Một cú thoát hiểm vào phút cuối cho con ruồi. Ở mọi góc của khu vườn, cuộc chiến sinh tồn vẫn tiếp diễn. Những bông hoa dâm bụt rực rỡ có nguồn gốc từ Nam Mỹ, không chỉ phổ biến với người làm vườn, mà còn là món khoái khẩu của một số loài động vật bản địa. Những ấu trùng của loài bướm voi say sưa với những chiếc lá và hoa mọng nước. Những con sâu mập mạp này là một bữa ăn hấp dẫn cho bất kỳ loài chim nào, nhưng trên lưng chúng có hai cặp mắt lớn. Chúng không phải để nhìn mà để được nhìn thấy. Đôi mắt lớn này đủ để dọa dẫm phần lớn các loài săn mồi.
Con sâu đã đạt kích thước tối đa, nhưng nó cần phải hóa nhộng dưới lòng đất. Để làm được điều đó, nó cần tìm đường xuống. Một cú nhảy dũng cảm vào vực sâu. Và một cuộc rút lui nhanh chóng vào nơi trú ẩn. Ấu trùng bướm là mục tiêu hàng đầu của các loài chim mùa sinh sản. Và thời điểm này trong năm có rất nhiều loài chim. Đầu mùa hè, khu vườn biến thành một khu rừng nhỏ sau nhà. Có vô số thức ăn từ côn trùng. Và chim sáo không gặp khó khăn gì khi nuôi những con non ồn ào. Tuy nhiên, những hốc cây tự nhiên lại thiếu hụt. Cây cổ thụ thường bị đốn hạ, và chim ngày càng phụ thuộc vào tổ nhân tạo hoặc các hốc khác do con người tạo ra. Chim bạc má cũng thường làm tổ trong cây rỗng tự nhiên, không phải trong hòm thư. Khi mùa hè bắt đầu, càng ngày càng có nhiều nguồn thức ăn hơn. Trái cây chín thu hút không chỉ những chú chim đói mà còn cả những vị khách lạ hơn. Bọ cánh cứng sừng dài thường thấy ở các vùng khí hậu ấm áp hơn. Chúng thích vị ngọt của quả anh đào chín mọng. Chủ vườn không mấy hài lòng với những vị khách làm mất hoa quả của họ. Nhưng bọ sừng dài, giống như nhiều loài khác, chỉ nhắm vào quả chín quá hoặc bị hư hỏng. Mọi khoảng xanh nhỏ đều cung cấp thức ăn cho cư dân trong vườn của chúng ta. Và không nơi nào bằng khu vườn rau màu mỡ. Người làm vườn đang được thấy thành quả lao động của mình. Khu vườn rau đầy ắp mùi hương và hương vị hấp dẫn. Khi rễ cây cắm sâu vào đất màu mỡ đã được bón phân, chúng hút các chất dinh dưỡng tạo nên những mầm xanh khỏe mạnh phía trên. Nhưng khuất sau tầm mắt chúng ta, có những loài khác lặng lẽ thu hoạch một phần kho báu. Chuột đồng nhỏ đã tạo ra một mạng lưới đường hầm dưới mảnh đất trồng rau. Không biết người làm vườn, chúng đang ăn trộm một phần cây trồng quý giá của ông. Chúng gặm rễ và mầm và có thể gây hại cho cây từ bên dưới. Chuột đồng sinh sản nhanh, có thể đẻ con tới 7 lần trong năm. Chúng sống ở hầu hết mọi khu vườn, nhưng chúng ta hiếm khi bắt gặp sinh vật lén lút này. Dù chúng hoạt động vào ban ngày, chuột đồng hiếm khi rời khỏi nơi trú ẩn an toàn. Chúng len lỏi trong những rãnh nhỏ dưới lớp thực vật, luôn giữ mình ngoài tầm mắt. Và chúng có lý do chính đáng để cẩn trọng. Chuột đồng là mục tiêu số một của nhiều kẻ săn mồi.
Những con chim cắt phải giết hơn 1.000 con chuột đồng và chuột nhắt để nuôi một lứa con. Con được trở về tổ với nguồn cung cấp tươi mới. Nó gọi bạn đời của mình để chuyển giao thức ăn. Chuẩn bị bữa ăn cho con rõ ràng là công việc của mẹ. Nhưng nó chỉ thả gói thức ăn xuống chân các con. Những con non cần học cách tự kiếm ăn. Nó quan sát từ bên ngoài. Cuối cùng, nó nhượng bộ, có lẽ chỉ lần này thôi. Bên dưới, những tia nắng ấm của mặt trời đang biến đổi khu vườn rau. Những cây dâu tây bung nở hoa chờ đợi côn trùng ghé qua thụ phấn. Mỗi bông hoa mỏng manh sau đó sẽ biến thành một quả nhỏ màu xanh, dần dần chìm xuống đất. Khi quả lớn lên và chín, nó ửng đỏ đậm. Giờ đây, nó tỏa ra hương thơm ngọt ngào, hấp dẫn không chỉ con người. Những quả treo thấp dễ dàng nằm trong tầm với của loài ốc sên. Nhiều loài thực vật bao bọc hạt trong quả mọng để đảm bảo rằng chúng sẽ được động vật ăn. Quả dâu có thể đang cố thu hút các loài sinh vật sống sát mặt đất. Với chiếc lưỡi lưỡi nhám của mình, con sên cắt từng miếng nhỏ của quả, nuốt luôn cả hạt. Một kết cục không ngon miệng cho chúng ta, nhưng lại tốt cho quả dâu. Thật không may, món dâu tây và kem là kết cục bất lợi từ góc độ của quả dâu. Một số loài thực vật khác cũng có mối quan hệ cộng sinh với động vật. Những nụ xanh của hoa mẫu đơn tiết ra những giọt mật để thu hút kiến. Và những con kiến vui vẻ đón nhận món quà đó. Chất lỏng ngọt ngào này chứa nhiều năng lượng. Và đổi lại, kiến bảo vệ hoa mẫu đơn khỏi những côn trùng có thể làm hỏng nụ hoa. Bất kỳ kẻ xâm nhập nào, một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị tấn công. Khi những cánh hoa lớn của mẫu đơn bung nở, để lộ vẻ đẹp bên trong, công việc của những con kiến đã hoàn thành và nguồn mật khô cạn. Những bông hoa mềm mại, quyến rũ với hương thơm dịu nhẹ là niềm vui của nhiều người làm vườn.
Nhưng ngay cả mùa hè cũng không đảm bảo thời tiết tốt. Với những loài chim còn nuôi con non, gió và mưa là thách thức lớn. Một số cư dân trong vườn được bảo vệ khỏi thời tiết xấu nhất. Nhưng nếu mưa kéo dài, chúng sẽ không thể kiếm thức ăn cho con non. Mùa hè ngày càng ẩm ướt hơn do biến đổi khí hậu. Động vật hoang dã sẽ đối phó ra sao với những điều kiện mới, khó lường này? Nhiều khu vực ở châu Âu hiện đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm. Hàng ngàn ngôi nhà và khu vườn cũng là nạn nhân của đợt ngập lụt này. Sau những trận mưa kéo dài, nước tràn ngập từ cả trên cao lẫn dưới lòng đất. Côn trùng và động vật nhỏ sẽ đi đâu khi mọi thứ đều chìm trong nước? Các loài ăn côn trùng nhỏ như chim bạc má đặc biệt dễ bị tổn thương. Đói và lạnh có thể là sự kết hợp rất nguy hiểm. Cặp chim bạc má chăm chỉ làm tổ trong hòm thư đã không thể tìm đủ thức ăn cho đàn con. Chúng đã mất cả lứa con non. Cuối cùng, mưa tạnh và với một số loài, có thời gian để thử lại. Nhiều loài chim vườn sẽ nuôi nhiều hơn một lứa con trong mùa hè. Điều đó mang lại lợi thế cho chúng bây giờ. Những giọt nước cuối cùng rơi xuống đất. Và phân tán hạt giống trên một bông hoa. Năm sau, một số trong chúng có thể nảy mầm và phát triển thành những bông hoa mới. Khu vườn xanh tươi này, trong những cảnh quan do con người tạo nên, đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta. Các mùa thay đổi mang đến những hình dạng và màu sắc mới, và những vở kịch không ngừng mở ra ngay dưới mắt chúng ta. Những trái ngọt từ công sức lao động của chúng ta được yêu thích bởi cả con người và động vật, và đôi khi thậm chí còn với cả thú cưng của chúng ta. Dù không phải là cư dân điển hình của khu vườn, nhưng trong vườn địa đàng nhân tạo của chúng ta, các loài cây cỏ và động vật kỳ lạ cùng chung sống với nhau. Khu vườn này có thể do con người tạo nên, nhưng nó cung cấp nhà ở cho vô số loài sinh vật hoang dã. Đây là vườn địa đàng của chúng ta, mà chúng ta may mắn được chia sẻ cùng những sinh vật hoang dã đặc biệt và đôi khi còn kín đáo nữa.